Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý hàng một bộ bàn ghế phòng khách, đó là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng. Cột 12 gồm có 6 món hàng siêu VIP được Thành Luân chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình nhà anh Minh đến từ Yên Mỹ Hưng Yên, cầu Lực Điền, Yên Mỹ Hưng Yên. Đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần thiện cuối cùng, chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà anh Minh. Vâng, sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi full PU bóng mờ 100%. Phun bêu bóng mờ và nguyên gỗ, để nguyên vân gỗ. Và cái bộ này chúng tôi là chọn vân rất chi đẹp, làm theo đơn đặt hàng của anh Minh. Và chúng tôi sẽ báo giá công khai bộ sản phẩm trên. Khách hàng là có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và trên mình các khách đang thấy là chiếc đoạn dài, một đoạn dài và hai ghế đơn. Bộ này của anh Minh hôm trước anh đã về trực tiếp cơ sở của Thành Luân chúng tôi để ký nhận phần mộc. Bây giờ chúng tôi hoàn thiện xong phần thiện cuối cùng. Bộ này là bộ cũng là đặc biệt. Bộ này là bộ vách trơn, vách trơn không đục chạm để chọn vân. Đấy, cái phần trương này, trương này là trương liền khối, trương liền vách trơn. Đấy, cột liền trương liền ở vách trơn, và ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Đấy, các cái phần tay này cũng tay liền luôn. Rất chi là VIP. Đây là hàng đỉnh cao mang thương hiệu Thành Luân chúng tôi. Và vân gỗ thì chọn như gỗ xưa luôn, vân gỗ nó quá đẹp và quá đỉnh cao. Vân gỗ đây, về chúng tôi là giới thiệu một chút sơ bộ như vậy, nhưng mà cái dáng ghế là quan trọng nhất, cái dáng ghế rất quan trọng. Thứ nhất là về chất liệu gỗ rồi, thứ hai là dáng ghế. Đấy, một bộ ghế đỉnh cao thì nó hội tụ rất nhiều các yếu tố để tạo lên một sản phẩm hoàn hảo. Đấy, đỉnh cao như này, cái dáng ghế chúng tôi khẳng định trên thị trường là không có ai để làm nhái được cái dáng ghế của Thành Luân chúng tôi. Đấy, cái chiếc ghế dài này. Đấy, phần vách tựa này chúng tôi là để trơn theo yêu cầu của gia đình khách hàng. Đấy, không đục, để trơn và chơi vân. Cái dáng ghế chúng tôi làm rất to, hoành tráng, rất chi hoành tráng và to. Mà hàng chúng tôi làm thượng ngang rất chi là kỹ. Đấy, rất kỹ luôn, cực kỹ luôn. Đấy, ván mặt này, vân này siêu đẹp luôn. Ván mặt này dày 2 phân đậu. Đấy, các phần cột này cũng là dày đậu 2 phân và chúng tôi làm vành rất chi là cong. Cột chúng tôi làm cột liền và cong, chọn vân rất chi là đẹp. Và vách tựa này cũng là vân rất chi là VIP luôn. Các bác nào quan tâm cái sản phẩm này hãy liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888 để được sở hữu các siêu phẩm của Thành Luân chúng tôi. Hôm nay là những ngày tháng năm 2021, chúng tôi giới thiệu bộ này của anh Minh ở Yên Mỹ Hưng Yên, đã đặt hàng Thành Luân chúng tôi. Và quý khách hãy liên hệ trực tiếp với anh Luân và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Tại xưởng của Thành Luân chúng tôi đang có rất nhiều các sản phẩm, các xưởng lớn ở phía ngoài đây. Chúng tôi đang trưng bày bộ bàn ghế Louis bằng gỗ đỏ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo.